Trời đất ơi, cầm cái rổ lên. Con gái con đứa gì mà không biết vẫy râu. Mẹ ai nói con không biết vẫy râu. Trời đất ơi, mày nói nhỏ con cũng nghe rồi. Việc gì mày phải la làng anh cho cả làng cả xóm nghe vậy? Rồi đó, bây giờ mày vẫy ráo sạch nước trong cái rổ này hả? Mày muốn gì mẹ mày cũng chịu. Được rồi, mẹ xem đây. Xem nha, luyện công nè. Trời ơi, mày có sao không thầy? Mẹ ơi, tại kỳ tình nó nói mày làm tao mất mặt quá đi. Có sao không thầy? Không sao, không sao. Hả? Tôi qua đây tính nói chuyện học hành của anh Núi. Mà dạy con á là từ thủ Bình Thơ. Dạy vợ, à quên, dạy anh Núi là từ từ cho nó hiểu. Thôi. Chị dạy cháu tiếp đi. Núi. Dạ. Nhìn cho kỹ nè, nhớ chỉ là một lần thôi đó. Hai tay cầm chắc cái rổ vào. Thiệt cái tình nè, là con Núi là giỏi, vậy cô nào cũng không xong nữa. Vậy á mà mày đặt đồ làm mẹ nó. Mẹ ơi là mẹ, mẹ làm mất mặt gia đình này quá à. Ai á, rồi cũng có lúc lỡ tay mà. Mình ơi, tại cái gì? Vậy cứ rủ nào cũng không xong nữa. Nè, hai mẹ con nhìn này nha. Tôi dạy một lần nữa đó. Làm một lần nữa đó. Trời đất ơi. Trời ơi, vậy không xong mà cũng ngồi làm ba con Núi. Trời đất ơi là ba làm mất mặt gia đình này quá à. Thầy ơi, tại cái này trời đâu. Ơi hai anh chị á, coi là cách dạy con của mình đi nha. Nè coi nè, coi tôi làm một lần duy nhất nè. Thầy vẫy râu còn nát hơn Núi nhà tôi nữa. Coi lại coi, có lấn cấn đâu không? Ôi trời ơi, cái sợi kẽm này ai cuốn vô đây? Ôi, đâm vô tay đâu muốn chết à? Sao mà vẫy? Bởi vậy, ngay từ đầu á, con vẫy râu là con biết rồi. Mà mày có chịu cho con giải thích đâu. Chưa kịp giải thích là mày cứ chửi. Suốt ngày là chửi, không cho người khác nói gì hết trơn à. Thì lúc đầu mẹ vẫy là mẹ cũng đã biết rồi. Mà ba mày nó có cho mẹ nói đâu. Cái nhảy vô họng mà ngồi không à. Thì tới lượt tôi cũng biết rồi. Mà có ai cho tôi nói đâu à, thầy có cho tôi nói đâu à, rồi tới lượt thầy nè, có ai cản đâu à, không ai cản thầy hết trơn, thầy giải thích rồi đó. Vậy là tại thầy hết rồi. Đúng rồi, tại thầy hết á. Tại thầy hết đó. Đứng đây làm gì nữa. Đi vô. Gia đình này ngộ nghĩnh nhờ. Còn mình qua đây làm cái gì ta? Chưa quá, đi về. Đó, thấy chưa? Mới vậy là con biết rồi. Mà mẹ có chịu cho con giải thích đâu. Chưa kịp giải thích là mẹ chửi suốt ngày. Mẹ chửi, hở ra là chửi à. Thì từ đâu là tao đã biết rồi. Mà ba mày có cho tao nói đâu. Nhảy vô họng tao hoài à. Thì tới lượt tôi cũng biết rồi. Mà có ai cho tôi nói đâu. À, thầy có cho tôi nói đâu. Mà tới lượt thầy á, không ai cản hết trơn. Tới thầy giải thích rồi đó. À, vậy đúng rồi. Tất cả là tại thầy hết. Đúng rồi, tại thầy hết. Tại thầy hết trơn á. Thôi, vô nhà. Ừ.